Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Bảo Thanh bức xúc lên tiếng khi liên tục bị tin đồn đã giao kéo chỉnh sửa dung mạo. Nữ diễn viên Về Nhà Đi Con đang rất khó chịu với tin đồn không hay về mình. Gần đây, diễn viên Bảo Thanh khá bức xúc khi thường xuyên bị đồn là đã giao kéo chỉnh sửa lại dung mạo của mình. Chính bởi thế, nữ diễn viên công khai nói rõ mọi chuyện trên mạng xã hội. Theo lời Bảo Thanh, việc phẫu thuật thẩm mỹ chẳng có gì phải giấu giếm, vì thế cô không ngần ngại nói với mọi người. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Bảo Thanh không thực hiện ca thẩm mỹ nào cả, vì thế nên mọi việc phải chịu oan ức, có tiếng không có miếng khiến cô bực bội. Thanh ủng hộ các bạn nam lẫn nữ nếu các bạn muốn phẫu thuật thẩm mỹ để mình xinh đẹp hơn. Nên chính vì thế nếu bản thân Thanh tới lúc nào đó muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì sẽ thông báo luôn chứ chẳng việc gì phải giấu giếm. Các bạn bớt tin đồn mình phẫu thuật thẩm mỹ đi nha, trời ơi, có tiếng mà không có miếng nào hết. Lừa một cái, Bảo Thanh viết. Trước đó vào năm 2016, Bảo Thanh từng công khai việc thủ thuật cắt mí mắt, loại bỏ những nếp da trùng, da thừa mí mắt để đôi mắt trở nên tươi trẻ và linh hoạt hơn. Sinh năm 1990, Bảo Thanh là một trong những diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại thời điểm hiện tại. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật, nhưng cô gây ấn tượng bởi những nét đẹp tự nhiên, gương mặt tròn đầy phúc hậu, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ. Sau thành công của Sống Chung Với Mẹ Chồng và đặc biệt là Về Nhà Đi Con, Bảo Thanh lại có phần kín tiếng hơn. Cô ít chia sẻ về chuyện riêng tư với truyền thông, có thể là không muốn vướng vào những thị phi của showbiz. Ở tuổi cận kề 30, Bảo Thanh giữ cho mình nhan sắc xinh đẹp, tươi trẻ, rạng rỡ. Không những vậy, vóc dáng nữ diễn viên khá thon gọn và nóng bỏng. Chính bởi vậy, những bức ảnh của cô đăng tải trên mạng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Vừa qua, Bảo Thanh gây chú ý khi khoe mới tậu thêm một căn nhà khang trang sang trọng. Hiện cô có một tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên người chồng đã lấy từ thời sinh viên. Theo tiết lộ của Bảo Thanh, trong thời gian tới, ngoài những dự án phim ảnh, cô có thể thử sức sang lĩnh vực kinh doanh. Bảo Thanh lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau gần 10 năm chung sống. Trải qua 10 năm hôn nhân hạnh phúc mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Bảo Thanh đã đăng tải hình ảnh cô cùng với ông xã diện lại trang phục thời sinh viên. Hành động này của Bảo Thanh như để ôm lại ký ức lúc mới yêu bên ông xã. Theo đó, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con chia sẻ, ngồi cà phê và tình cờ đọc được bài báo trên mạng về đề tài tình yêu. Đọc xong lại thấy một điều, yêu thôi thì chưa đủ, phải tỉnh táo nữa. Người ta nói khi yêu thì mình thường mù quáng là có cơ sở hoàn toàn. Tình yêu càng đẹp, càng màu hồng thì mình lại càng mơ tưởng về những viễn cảnh tốt đẹp, một thế giới chỉ có hai người, lúc đó mọi lời vào ra cũng chỉ được coi là phiến diện, là không thấu đáo vì không phải là người trong cuộc. Rồi đến hồi đổ vỡ mới xót xa, biết vậy mình đã tỉnh táo, biết vậy mình đã lắng nghe. Nên mình nghĩ khi yêu, chậm không sao nhưng hãy chắc, đừng vì những cảm xúc nhất thời mà bỏ qua những suy nghĩ lý trí, để rồi tình yêu của cả hai phải đi vào ngõ cụt. Ngay cả trong tình yêu, hãy chọn cho mình một nước đi đủ dung hòa giữa trái tim và lý trí, biết mở lòng lắng nghe mọi người thì đây mới chính là điều giúp bạn vượt qua khó khăn. Được biết Bảo Thanh từng lập gia đình năm 21 tuổi khi đang là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Sân khấu Điện ảnh Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1990 đang có một gia đình hạnh phúc với cậu con trai đã 6 tuổi. Bảo Thanh cho biết lý do khiến cô lập gia đình khi đang ngồi trên ghế nhà trường và mới chạm ngõ 21 tuổi là do bác sĩ bảo cưới. Đọ tài sản của Bảo Thanh, Quốc Trường, cặp đôi đẹp nhất phim Về Nhà Đi Con. Cặp đôi Bảo Thanh, Quốc Trường không chỉ đẹp trai, xinh gái, tài năng mà còn rất giàu có. Hiện tại khối tài sản của Bảo Thanh, Quốc Trường ngày càng tăng lên. Bảo Thanh, 30 tuổi có nhà sang, biệt thự nghỉ dưỡng và xe đẹp. Bảo Thanh sinh năm 1990, tham gia đóng phim từ lúc 8 tuổi nhưng phải đến Sống Chung Với Mẹ Chồng cô mới thực sự nổi tiếng. Nhờ phim này, Bảo Thanh trở thành gương mặt sáng giá của VTV. Từ đây, người đẹp đắt show trong các sự kiện lẫn các hoạt động khác. Ngoài việc đi diễn, Bảo Thanh tham gia các sự kiện cũng như đóng quảng cáo. Cô nàng đã nhận các cát có hợp đồng lên đến tiền tỷ, một con số mơ ước đối với một diễn viên trẻ lần đầu tiên đóng phim như cô. Theo một nguồn tin từng mời Bảo Thanh dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới cho biết, giá cát dự sự kiện của Bảo Thanh dao động từ khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, việc quảng cáo sản phẩm trên trang cá nhân mang lại khoản thù lao khá khá.
có những status trên Facebook của Bảo Thanh lên đến 30 triệu đồng. Nhờ các xe đóng phim lẫn tiền quảng cáo, cùng sự hỗ trợ giúp sức của ông xã, Bảo Thanh hiện tại sở hữu một căn hộ ở khu chung cư cao cấp bậc nhất Hà Nội. Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh chia sẻ những hình ảnh về căn hộ đáng giá tiền tỷ hiện đại, lộng lẫy mà vợ chồng cô vừa tậu nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện tại Hà Nội. Nhiều khán giả yêu mến nữ diễn viên dành lời khen màu sắc cho nội thất rất hòa nhã, hiện đại, thanh thoát, sành điệu, trẻ trung của gia đình Bảo Thanh. Tuy không tiết lộ giá trị cụ thể căn nhà bao nhiêu, theo đánh giá chung mặt bằng nhà đất tại Hà Nội, không khó để dự đoán căn hộ mới của vợ chồng Bảo Thanh có giá trị nhiều tỷ đồng. Nói về việc mua nhà Hà Nội tiền tỷ, Bảo Thanh tâm sự: tôi kiếm được bao nhiêu tiền đều khoe với chồng và tích cóp vào tài khoản chung. Sau 9 năm tiết kiệm, gần đây vợ chồng chúng tôi mua được căn nhà riêng ở Hà Nội. Chúng tôi vẫn phải vay ngân hàng một chút, nhưng có được ngôi nhà riêng đã là nỗ lực của hai vợ chồng. Trước đây tôi chung sống với gia đình chồng ở Bắc Giang, sau mỗi đêm diễn tôi đều tự lái ô tô về nhà. Bây giờ khi có nhà riêng, chồng tôi dự định sẽ chuyển công tác từ Bắc Giang lên Hà Nội và đưa con trai lên sống cùng. Ngay khi mua nhà mới, vợ chồng cô còn mua thêm xe hơi trị giá gần 1 tỷ đồng. Chưa hết, chỉ cần mỗi lần xuất hiện, khán giả biết Bảo Thanh chịu chi cho quần áo lẫn phụ kiện hàng hiệu đắt tiền. Mới đây, đang gây sốt trong Về Nhà Đây Con, Bảo Thanh bất ngờ khoe biệt thự mới mua ở Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, Bảo Thanh chia sẻ: địa điểm check-in mới của tôi, em vẫn đang lên hình nên còn mơ màng lắm. Trồng thêm nhiều cây để có chỗ mát mẻ, ngồi cà phê chin chin các thứ. Thông tin này khiến nhiều người suýt xoa vì sự giàu có của nữ diễn viên tuổi Ngọ. Diễn viên Quốc Trường, nhà 25 tỷ, xe hơi hạng sang. Trước khi nổi tiếng với phim Về Nhà Đi Con, Quốc Trường được xem là vua phim miền Tây. Anh chịu khó nhận phim và show. Chính vì sự chăm chỉ ấy nên dù diễn xuất không quá nổi bật, nhưng tinh thần cầu thị của Quốc Trường khiến nhiều đạo diễn ghi nhận. Ngoài đóng phim, Quốc Trường kinh doanh, chính vì vậy anh là một trong số ít diễn viên không quan tâm đến cát-xê khi đóng phim. Anh chia sẻ rằng: nếu không kinh doanh thành công thì chắc chắn tôi sẽ quan tâm tới cát-xê đóng phim, vì cát-xê không đủ sống, mình làm sao nuôi được bản thân và lo cho gia đình, cũng như là chuẩn bị quần áo, phương tiện đi lại, phục vụ vai diễn. Thực sự có nhiều diễn viên sống chật vật lắm, nhưng vì Trường kinh doanh thành công và có nguồn tiền của mình nên không quan tâm lắm đến chuyện thù lao đóng phim. Hiện tại anh là chủ sở hữu của hệ thống hơn 100 nhà hàng trên toàn quốc. Đợt vừa rồi, nam diễn viên gây sốt khi xây nhà 25 tỷ cho bố mẹ. Chia sẻ những kinh nghiệm về kinh doanh, Quốc Trường nói: để lập nghiệp thì ý tưởng quan trọng lắm, quan trọng hơn cả là việc bạn có tiền hay không. Khi bạn có ý tưởng, bạn có thể vay mượn tiền để làm được, hoặc là trao ý tưởng đó cho những nhà đầu tư. Còn nếu bạn có tiền nhưng chưa biết sử dụng thế nào, thì có thể dùng nó để đầu tư cho những người có ý tưởng. Ngoài xây nhà chục tỷ, Quốc Trường sở hữu xe hơi hạng sang và một loạt các phụ kiện hàng hiệu. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.